Yeah. Oh, oh. BBQ. 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 Barbecue. Do you guys usually eat like this in Japan? Yeah, this is maybe same barbecue. Yeah, barbecue. Yeah, we always do in summer or autumn. Summer or autumn. Not winter? Not winter. Why? Because samui. Yeah, samui. Ủa, càng lạnh thì càng phải nướng nhiều. We usually do barbecue. Đó diễn là anh có muốn ăn một miếng không? Được. Lần đầu tiên Emily Ruby cùng hai thiên sứ của mình có thể hòa thuận thưởng thức một bữa tối đầm ấm ngay dưới chân núi Phú Sĩ, bởi ngày mai sẽ là chặng đường cuối cùng của họ. Okay, so tomorrow is our last day. Last day. So let's make something very fun, very like meaningful to us. Okay. Cheers. Bây giờ mình sẽ đi được chặng đường cuối là đi lên núi Phú Sĩ. Thôi, mới say sớm à. Hôm qua lúc mà đi qua đây á, em thấy có một cái hồ đẹp cực. Mà có thuyền ở đó nữa, hay là mình đi câu cá đi anh? Đúng rồi. Mình không còn thời gian đi câu cá nữa. Này anh tưởng tượng đi, với một không khí lạnh như thế này đúng không? Anh ở giữa hồ anh câu cá đã lãng mạn rồi, xong rồi anh bắt con cá lên đốt lửa nướng ăn trời nó xuống. Đấy, tưởng tượng thôi là đã thích rồi. Người ta đang bảo vệ động vật không được, đi câu cá. Cái gì cơ? Ủa? Cá là loài cho người ăn mà, chứ không phải là động vật cần được bảo vệ đâu. Bây giờ tôi đi câu cá phải không? Đúng rồi. Biểu quyết. Em đi. Yes. 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 Biết gì không mày? Phải. Biết gì mà yes. Biết gì mà yes. Đừng có làm việc giống cái máy nha. Chưa biết một cái chữ nào mà cũng yes. 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 You feel better right? Yeah. Yeah. Mà không câu được con cá nào thì lên biết tay tôi. Yes. Yeah. Câu cá. Let's go. Yes, right. Oh, oh. Wow, đẹp quá. Wow. What do you see on this beautiful day? Hey. すいません。 ワカサギ釣りに来させてもらったんですけど。はい、釣りする人。はい。Bây giờ đi ra ngoài khi câu cá. Mình cũng muốn biết là cá nó đây nó làm sao. Dạ. Cho nên nếu mà câu được đúng không? Dạ. Vô mình có thể chế biến cá đó mình ăn. Ok. Đạo diễn trả tiền cho cái tiền mà thuê tàu đi câu cá luôn. Ok luôn. Còn nếu mà câu trong vòng 30 phút mà không có á, là đi vô đây xin lỗi đạo diễn. Rồi. Xin lỗi khán giả. Trả tiền. Trả tiền. Được rồi. Ok chưa? Ai tới, let's go. Okay. Tôi cần câu nè. Nè, cần câu nè. Cần câu các cậu ơi. Mua đi câu không cần câu hả? Dạ cần chứ, tại đạo diễn chưa phát. Em ơi. Xin lỗi, okay. Hey, cá chết. Không ok. It's ok. Ôi sai. À, tay quá ngắn. I can do it. Hôm nay trời đẹp quá. Anh ngon nên vào mà. Ủa vậy hả? Không, chúng mình đi câu cá. Đẹp quá, đẹp quá. Ồ. Let's do it. Let's do it. Cố lên đi mi. Chị hãy quăng câu mũi cá quăng vào đạo diễn mới được. And stop, and you see here is coming. Mười phút hả? Bao nhiêu phút? 20 phút nữa là mình đi về. Dạ, okay. We only have 20 more minutes. 20 more minutes. Yeah, 20. 20, okay. Nhưng mà làm sao mình biết mình bắt được cá anh? Nhưng mà làm sao mình biết mình bắt được cá anh? Nó cắn vào câu giật giật hả? Cái của gứt chồng. Anh phải giật giật rồi này. Giật mạnh quá nó sợ, giật nhẹ thôi. Đi. Đâu, cá đâu, cá đâu? Có gì? Không biết. Yeah, now here. Mà. Chúng mình bỏ tới đi mà. Sao nó cắn câu rồi xong rồi lên trên nó nhả ra láo thật mấy con cá này. Mấy con cá này khôn. Sao khôn thế? Ủa.
오! 예! 예! 스위! 하이! Together! 아! 뭐 được cá rồi, bắt được cá rồi. À. Because I'm crazy. Mấy cá này không tính nha, mấy cá nhỏ quá. Không, hồi nãy nó quy định. Không thấy, từ từ nha. Ok. Ok. Phải kéo lại coi chừng, One, two, three. Có người trả tiền rồi, không phải lo. Yeah. It's heavy, not heavy. No heavy. Không, cá này nhỏ mà nó không nặng đâu. Không nặng lắm đâu. Em kéo nhanh lên. Thôi được. Leo 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 Ly còn bắt được. Định làm gì ăn hả? Dạ lên xào nấu gì đấy. Em không nghĩ con cá nhỏ thế. Love you. Thank you. Đạo diễn. Leo leo. Đạo diễn. Leo leo. Bắt được quá trời luôn. Can you see the fish? No, no. Yeah, picture, picture. Picture. Yeah. We win. Ah! Woohoo! Đại diện của bắp. Đạo diễn không.